Bây giờ bắt buộc anh phải nói, anh không muốn thì cũng phải nói. Mọi người muốn tôi nói cái gì chứ? Lời mở đầu của anh với thẩm phán ông chắc đã mở hồ sơ để lên tòa rồi. Không hiểu là mọi người đang làm gì nữa. Anh đang làm gì thì có, chứ đưa hai sờ lên xe rồi quay về như vậy. Cổ nói không cần tu tiễn, kêu tôi quay về đưa má về mà. Nè, tối nay tôi đã bị má tôi chọc tức rồi, anh đừng kiếm chuyện với tôi nữa đó. Tôi kiếm chuyện gì với anh chứ? Tôi với cô không nhìn thấy tương lai, còn thẩm phán ông của anh thì dũng cảm tiến tới mà anh còn ấp úng. Có tin tôi đánh anh không? Bình tĩnh lại đi. Tôi với thẩm phán ông hả? Trời ơi, mọi người nghĩ nhiều quá rồi. Người ta không hẹn được anh đi xem phim thì cố tình tới đây dự tiệc quyên góp tiền của làm gì chứ muốn được gặp anh thôi. Lẽ nào anh vô cảm tới vậy chứ? Anh là vô tâm mới phải. Có người không biết trân trọng tình yêu, quá đáng. Chữ yêu đâu có vẻ còn xa vời lắm đó. Gần lắm rồi. Thẩm phán ông nói tôi biết cô có thiện cảm với anh, muốn phát triển mối quan hệ này. Cô nói như vậy thật sao? Tôi sẽ không đem chuyện này ra nói đùa đâu. Nè, anh có ý gì với cổ không? Cho chút phản ứng đi. Anh đang nghĩ gì vậy? Thì đang nghĩ là được hay không nè. Mấy chuyện này bộ nói được là được liền sao? Cũng cần chút thời gian chứ có phải không? Được hay không là dựa vào cảm giác. Cảm nhận được liền mà. Anh còn phải đợi bao lâu nữa? Phải. Tôi có cảm giác với cổ. Cô chủ động như vậy tôi rất thích đó. Vậy là được rồi. Đợi một chút đã. Tôi không dám nói hai chữ mãi mãi trong một mối quan hệ đâu. Nhưng mà cũng hy vọng sẽ được dài lâu đó. Má của tôi cũng chính vì chữ yêu này mà đâm đầu làm vợ bé của ba tôi. Kết quả chịu đựng không nổi áp lực mà khóc lóc dẫn theo tôi bỏ nhà ra đi. Ba tôi nói rất yêu má tôi, nhưng trên thực tế ba không làm được gì cho má hết. Tôi không muốn giống như ba tôi đâu. Anh nghĩ vậy cũng đúng. Xin lỗi nha. Anh cũng không cần phải tức giận vậy. Vừa rồi cô bỏ đi như vậy là vì không muốn anh phải khó xử thôi. Tương lai của anh sáng lạng lắm đó. Hay lắm rồi anh em. Tôi sẽ cố gắng tạo thêm lòng tin cho cô. Xem ra hai anh cũng sắp có đôi có cặp hết rồi. Chỗ của anh phải thêm hai cái ghế vào rồi đó. Thêm đủ 4 cái luôn đi. Hai người cũng tới lúc phải tìm người bên cạnh rồi. Bộ anh nghĩ người ta có tôi phải có dễ dãi vậy sao? Phải đó. Hộ gia không có ai cũng dễ hiểu thôi. À Kim à, anh cũng ế lâu lắm rồi đó. Lẽ nào anh chuyển qua thích đàn ông hả? Đây phải giới thiệu bạn trai của tôi rồi. Bạn trai gì chứ, tôi là con gái mà. Vậy thì chúng tôi làm chị em gái của cô nghe. Ê, trộn cánh ra, trộn ra.